họ luôn nghĩ em là người không có chồng, chắc về cái chuyện tình dục á là dễ dàng. Khi người ta đến với em rồi thì em lại sợ. Làm sao? Trời ơi, cái câu chuyện của em nó mâu thuẫn lắm Tường. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Cát Tường 1001 câu chuyện thật. Và ngày hôm nay cũng là một cái câu chuyện rất đặc biệt mà Tường muốn chọn để kết thúc cái series Cát Tường 1001 câu chuyện thật. Không biết là Tường còn có cảm xúc để làm tiếp những cái chủ đề sau nữa hay không? Bởi vì kể nhiều quá rồi, không biết mọi người có bội thực với những câu chuyện của Tường hay không nữa. Nhiều khi mình cứ mãi huyên thuyên nói mà mình không biết cảm xúc của người nghe như thế nào. Cho nên quý vị cũng có thể cho Tường biết, hãy bình luận bên dưới cho Tường biết cái cảm xúc, suy nghĩ như mọi người như thế nào về cái chương trình của Tường đã trải qua 2 mùa với 20 số. Và để trở lại cho chương trình ngày hôm nay, một người phụ nữ đặc biệt và quyền lực đối với Cát Tường, bởi vì chỉ có người phụ nữ này mới dám là chỉ dạy và la mắng Cát Tường thôi. Nghệ sĩ Lê Giang. Sao chị lên mặt cái gì? Nghe nói cái lên mặt liền chứ bộ. Thiệt, không biết thì ta chỉ dạy cho nên thân nên người mà. Dạ, em biết mà, em có nói gì đâu chị. Bởi vậy hôm nay là em mời chị đến đây. Mặc dù chị Giang là người hay la Tường, nhưng mà thật sự là một cái người chị rất là thương Tường. Dù là bận rộn trong công việc, nhưng mà có thời gian rảnh rỗi chị em vẫn cà phê tâm sự. Nói vài câu thôi là hiểu rồi, không cần kể hết câu chuyện. Thì ngày hôm nay em muốn mời chị ngồi đây để chị nghe em chia sẻ về cái câu chuyện của em. Cái chủ đề ngày hôm nay là sự cô đơn của người phụ nữ từng trải. Gì đó, cô đơn là cứ điện tôi là tôi biết rồi. Ủa mà hôm nay là cái câu chuyện này là đi tới đâu rồi cưng? Dạ là hôm nay là kết thúc là 20 số của em rồi đó chị. Không biết còn cái gì để kể nữa hay không, hay mọi người muốn nghe câu chuyện gì thì Tường sẽ kể tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay á, tại sao Tường chọn cái chủ đề này để kết thúc cái series đợt lần này? Bởi vì dù Tường có trải qua bao nhiêu cái sự việc yêu đương hạnh phúc ha, rồi cũng có những lúc khổ đau, rồi có những lúc là gây ra những cái lỗi lầm, rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân, nhưng cuối cùng hiện tại Cát Tường ngồi đây thời điểm này vẫn là một người phụ nữ đơn thân, vẫn là một người phụ nữ đã từng trải. Mọi người có thể nhìn thấy trên Facebook cá nhân của Tường, hoặc là trên những chương trình, hoặc là thấy Tường đi du lịch đây đó, đi chơi, đi vui, đi cười bạn bè, nhưng mọi người không có hiểu được Tường cũng có cái góc khuất của mình. Có những cái lúc chỉ có một mình cắn răng chịu đựng thôi. Thì Tường chọn chia sẻ câu chuyện này với chị Lê Giang để coi mình sẽ bắt đầu từ đâu ta. Em kể chị nghe. Thật sự có rất là bạn bè đồng nghiệp đó, khi nào gặp Tường cũng nói sao không lấy chồng đi, nhất là bà con cô bác. Đâu có dễ đâu chị. Em nhớ hồi trước chị có nói với em một lần là đàn ông giờ có vợ hết rồi. Vậy thì em cũng là một người phụ nữ bình thường mà chị, vẫn khao khát có một mái ấm gia đình, đúng không? Bây giờ em còn trẻ, em còn sức, em còn đi chơi. Nhưng mà đến một cái lúc chồn chân mỏi gối hết sức rồi, thế thì em không đi được nữa, ai sẽ chơi với em? Và em là người phụ nữ rất là dễ bị tổn thương, mà sống tình cảm nữa. Cho nên em là người khao khát hơn ai hết có một cái mái ấm gia đình. Nhưng hiện tại chưa có. Vậy thì cái nỗi niềm của em, cái nỗi lòng của em nó là như thế nào? Đây em kể cho chị nghe. Em nghĩ là cách đây cũng cỡ 7-8 năm rồi đó chị. Hôm đó là em đi chơi với Quy Khánh nè, Lý Khắc Linh nè, nguyên một nhóm bạn ca hát, ăn uống, nhậu nhẹt, vui chơi. Lúc đó cái chỗ mà cái quán karaoke New ở đường Trần Quốc Thảo mà nó chưa bị cháy. Chị nhớ có cái quán karaoke mà nó bị cháy không? Đó, thì 2 giờ đêm là nói chung là cũng hơi ai cũng khuya rồi mà xong hết rồi. Thì người ta cũng ai về nhà nấy chứ. Mà trời, bước ra khỏi cái karaoke thì xui sao hôm đó trời nó mưa tầm tã luôn. Mà đâu ai đưa em về, những người đàn ông trong bạn có ai bồ mình đâu, chỉ là bạn thôi mà. Quy Khánh nó đưa em về làm chi, ông Lý Khắc Linh ông đưa em về làm chi, thì cũng mắc taxi cho em lên xe. Mà thật sự lúc đó em ở Phạm Văn Hai, thì cái đường mà cái đoạn đường mà bên cầu Lê Văn Sĩ mà về Phạm Văn Hai thực ra nó cũng gần lắm, chỉ 10 phút đi xe thôi. Mà chị biết Quy Khánh nha, nó mới mở cửa cho em lên xe taxi, nó đóng cái cửa taxi lại một cái rầm một cái ha. Xe chạy mưa như trút nước, tự nhiên em ngồi trên xe em khóc tức tưởi luôn chị Giang. Sao khóc? Tự nhiên một cái cảm giác nó cô đơn, nó lạc lõng, mà mình cảm giác ủa mình đi chơi làm gì vậy Tường? Đi chơi chi rồi đêm hôm về khuya khoắt một mình vui chi, mưu cầu cái niềm vui cái lúc đó một chút xíu, bây giờ mình có thấy vui không? Khi mà cái cuộc chơi tàn, ai về nhà nấy, ai là cái người bên cạnh mình, chị hiểu cái cảm xúc đó không? Tự nhiên em bị tủi thân, ngay cái lúc đó em khóc. Mà lúc đầu em cắn răng nha chị, em gồng nha. Một hồi em chịu hết nổi thì em bật thành tiếng luôn. Cái ông nội tài xế á chị Giang,
ổng nhìn qua cái kính chiếu hậu của xe á, tự nhiên ổng nghe tiếng khóc, mà em khóc mà em vẫn nhìn lên ổng vậy nè, em nhìn lên cái bằng kính em thấy ổng nhìn vậy nè. Cái ổng thấy em đang khóc, cái ổng im re, ổng không nói tiếng nào chị. Chắc ổng nghĩ em đang bị thất tình. Không có hỏi vậy. Không, nhưng mà thật ra nếu có tình mà thất thì nó may mắn rồi. Tại vì nếu như mình đau khổ, mình buồn, mình khóc mà mình biết mình khóc vì cái chuyện gì á, nó còn đỡ. Còn lần này em khóc mà em không biết em khóc vì cái gì. Khóc là mình thương cái bản thân mình, rồi cám cảnh, rồi tự nhiên trời là ông trời ông ác nữa, ngay lúc đó ông mưa nữa. Em bước xuống xe, em móc tiền, em trả cho ông, em ráng em nín nha. Em móc tiền em trả cho ông tài xế, xong em bước xuống em gọi điện cô giúp việc mở cửa. Em đi vô, em cúi mặt em đi vô. Em lên trên phòng em khóc tiếp. Giấy cuộn vệ sinh á, cuộn giấy vệ sinh mà em dục đầy đầy nhà hết trơn. Khóc mà nó một hồi cái tự nhiên em bị ngạt mũi chị, cứ thở không nổi. Mà em là chị biết em nổi tiếng là sợ chết. Nổi tiếng là sợ chết. Tự nhiên lúc đó em thở không được chị Giang. Khi em chết trai em nghĩ chết rồi Tường ơi, có cái nào mình dạy cái mình bị chết không? Bị chết rồi. Em là em sợ đột quá. Ừ, sợ đột quỵ, sợ cái gì á. Cái em ngồi bật dậy chị Giang. Em tháng tống ra, nó nghẹt hai cái mũi em rồi. Em mà nó không ra chị, nó nghẹt tại khóc quá lâu. Mà sao khóc được vậy hay vậy trời? Ồ em khóc chưa bao giờ được khóc. Em ngồi em ráng một hồi cái bao em thở lại được chị Giang rồi, em mừng quá trời mừng luôn. Cái em mới đi vô toilet, em bật cái đèn lên, em nhìn vô kính em thấy mặt em như một con ma. Tự nhiên mình nghĩ sao, tại sao mình phải vậy ta? Mắt sưng dù hết trơn rồi, mà camera nó lem nhem luốc nhuốc, cái đen thù lùi. Mà mặt thì đẹp chị Giang, thứ nghệ sĩ mình nó trang điểm nó ăn lắm chị. Mà càng khuya nó càng ăn đúng không chị? Khuya nhìn cái kiến cái mặt nó đẹp, chỉ có con mắt là sưng húp rồi lem vậy đó. Chứ mình nói ủa mình cũng đẹp quá mà Tường. Sao số mình khổ vậy, ủa mình khóc vì cái gì vậy? Rồi mình khóc vậy nó ai thương thân mình? Ai biết, khóc ai biết không? Ai dỗ? Thôi nín chứ, khóc hoài chết sao? Khóc hoài chết sao? Khóc hoài chết sao? Cái rửa mặt, tẩy trang rửa mặt, hít thở cái tỉnh. Ra xong ngủ một giấc tới sáng. Nè, còn có những đêm khác nha, đêm đó tới đó thôi. Đêm khác, cô đơn. Nhất là thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, đời nó khốn nạn với em lắm. Ngày thường á thì bạn bè rủ nhau đi chơi tụ năm tụ ba. Nhưng mà thứ bảy máu chảy về tim mà. Chim bay về tổ mà. Ai ta cũng có đôi có cặp, có vợ có chồng về hết. Em bị ế chị, kỳ lắm chị, không có kèo. Cứ thứ bảy chủ nhật là em bị nằm nhạn mình. Cái số gì mà nó an nghiệt lắm chị. Mà lúc đó buồn lắm chị Giang, bắt đầu cầm cái điện thoại á chị Giang. Lựa chạy cả ngàn cái số điện thoại trong danh bạ. Để kiếm điện đúng không? Kiếm để có ai điện, để mà lúc đó chỉ cần có nhu cầu, có ai chia sẻ với mình thôi. Bạn bè thì mình đâu có phiền người ta được. Nhưng mà trong đó có những cái đối tượng là cũng hay có gọi là ve vãn em. Thì bình thường những người đó là em không thích. Hoặc là em cũng chưa cho cơ hội, hoặc là em chưa có mở lòng. Nhưng mà cái khúc này cô đơn quá chị Giang hiểu không? Bình thường mình đâu có thích người ta. Mà bây giờ tự nhiên mình gọi giống như mình nói hello anh khỏe không? Cái là mình thả thì đó. Mình nằm mình đợi 15-20 phút không thấy người ta trả lời. Cái mình kiếm người khác nữa, nhắn cái nữa. Hello anh, nay làm gì đó anh? Cũng không thấy trả lời. 3-4 mối không ai trả lời. Trời ơi mình nói ủa sao cuộc đời mình bế tắc dữ vậy trời. Bắt đầu nghĩ giờ này chắc ông đó đi bồ, giờ này chắc ông đó chắc có vợ rồi, giờ này ông đó bận việc. Cái là mình nghĩ sao cái cuộc đời mình nó đen ha. Cái lúc mình chỉ cần có một ai đó, chỉ cần nhắn lại cho mình hoặc gọi cho mình em khỏe không Tường, em đang ở đâu, hay là em đi ăn không anh, qua là em cảm thấy mãn nguyện rồi. Cái nhu cầu của người em rất đơn giản lắm. Mình nghĩ rằng mình đang có một cái giá trị với ai đó, hoặc chỉ cần có một người nào đó quan tâm em là em cảm thấy mãn nguyện rồi. Mà em bất hạnh lắm chị, cứ đúng cái ngày đó là em bị rớt vô cái cảnh đó. Tường, em giống như là em đang thiếu thốn tình cảm lắm vậy đó Tường. Đúng rồi chị. Thật sự luôn á, em kể mà chị, là lúc nào chị cũng nghĩ là em phải có người kế bên thì nó mới an ủi được cuộc đời của em. Đúng rồi đó. Nghĩa là bây giờ đâu có cần gì ngoài một cái tình cảm đâu không. Nhưng mà chị biết không, em ly hôn tới nay, em ly hôn năm em chỉ mới có 27 tuổi thôi. Bây giờ em 43 tuổi, có nghĩa là 16 năm em ở một mình. Mặc dù em có thể có cả chục mối tình, nhưng mà không phải lúc nào em cũng có một người đàn ông bên cạnh, đúng không chị? Tại vì em cũng chỉ quen gọi là bạn trai thôi. Nãy giờ mình chỉ mới đang nói về cảm xúc thôi nha, mình chưa nói về sinh lý nha chị Giang. Chưa hề nói, em kể câu chuyện cảm xúc về tâm lý trước rồi đã. Nhưng mà cái tuổi mình là tâm sinh lý luôn. Em chị là không ai dám nói câu chuyện này, nhưng mà Tường dám chắc cái câu chuyện Tường kể ra nó sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều người. Những cái người cùng cảnh ngộ của Tường, những người phụ nữ đó họ đã trải qua những cái cảm xúc như thế nào. Kể tiếp câu chuyện, nhắn 4-5 người đàn ông ha. Không ai gọi lại hết. Chị biết không,
em buồn lắm chị, bắt đầu em hát. Mở karaoke, em hát chị. Bình thường con em nó ngủ 9, 8, 9 tối nó ngủ rồi. Mà ngủ phòng riêng? Ngủ chung với em, từ nhỏ đến con em ngủ với em mà. Mà nó ngủ cái giường riêng. Hồi nhỏ thì nói với em ngủ chung một giường. Lớn lên thì nó ngủ cái giường dưới chân của em. Nhà hai mẹ con luôn luôn chung một phòng cho đến lúc nó đi nước ngoài luôn. Lúc đó em hát cả tiếng đồng hồ á, 11, 12 giờ đêm. Chị tưởng tượng cái cảm giác hát mà hát say sưa, thả hồn theo cái âm nhạc. Bởi vì em cảm giác cái âm nhạc nó làm cho em đỡ bị tổn thương. Và em thả hết cái lời trong cái bài, trong bài ca, tiếng hát trong bài hát. Cái em hát một hồi, cái em mệt chị. Cái tự nhiên em dừng lại. Thì em có một cái cảm giác giống như là có hai cái luồng điện nó đang rọi vô em á chị. Cái em nhìn qua cái giường con em. Em mới nhìn. Em nhìn nó. Nó nhìn em. Đêm tối thui. Em mới phát hiện là con em nó đang mở mắt. Con em nó đang mở mắt. Con em thì nó bị cận thị. Nhưng mà lúc đó nó đeo cái mắt kiến vô thì coi như là cái mắt kiến nó bị chá chá vô, thì em mới thấy là có hai cái kiếm như hai cái tia điện mà nó chói vô con mắt em. Từ từ em đi tới gần cái giường con em nhìn xuống coi có phải đúng con mình không? Thức không? Em nhìn nó. Chị biết nó nói gì, nó làm gì không? Gì? Mẹ. Mày định khuya rồi không cho ai ngủ hay sao vậy? Mày định khuya rồi không cho ai ngủ hay sao vậy? Trời ơi, chứng tỏ nãy giờ nó đâu có ngủ đâu, em hát nằm nghe em hát. Trời ơi, lúc đó mình tự nhiên cái thôi, không buồn nữa chị. Cái ôm con, cái leo giường con ngủ luôn, hai mẹ con ngủ giường nhỏ xíu nè. Ôm con luôn cho nó đỡ cô đơn. Hết cô đơn mới ngủ được, còn cái khúc mà đang cô đơn không ngủ được chị Giang. Con nó nói vậy cái tự nhiên làm cho mình bừng tỉnh lại á. Là có gì đâu mà mình cô đơn, mình có con mình mà. Cái hai mẹ con ngủ giấc tới sáng. Đời oan nghiệt lắm, sáng mở mắt thức dậy á. Lúc đó mấy cái trai kia mới nhắn tin lại. Em có trả lời, nó đâu rảnh, hết cảm xúc rồi. Cái cuộc đời lúc mình ngứa không ai gãi, lúc mình không ngứa người ta cứ đè ra người ta gãi. Nếu như cái người đó mà hồi hôm mà điện lại cho em hay nhắn lại cho em á thì cuộc đời nó đỡ. Có ngồi hát karaoke. Vậy rồi đó, rồi cái đến mấy tháng sau lâu lâu nó bị rớt vô cái tâm trạng đó một lần, giống như cái chu kỳ vậy đó chị. Nó đi một vòng cái lâu lâu nó bị lọt xuống một lỗ, thì khi nó lọt xuống lại kiếm người ta. Nhưng mà đó cái là tới hồi hết bò dậy khỏi cái lỗ là tỉnh bơ, là coi như không có gì hết. Em phải tự điều khiển, em phải tự chịu đựng á chị. Vậy giờ phải lo kiếm đại anh nào hợp ý là đại được chị Giang. Không vấn đề nào, không phải là chị nói đại, cái chữ đại là cái chữ giống như là cho nó trong thời gian này phải lắp vô để cho nó đỡ buồn á, kiểu như cái cảm giác em nếu như em thấy anh nào mà hợp á thì đám cưới hay gì đại cho rồi đi. Chứ bây giờ mình cứ chờ đợi biết chừng nào mới hợp. Bây giờ làm sao cứ nói không mà. Thì phải có thời gian sống lâu rồi bắt đầu thí dụ như là nhịn nhục nhau. Em bị cái tánh đó cho nên là em bị sợ cô đơn nữa, và em không có người kế bên em sẽ bị khổ nữa. Cho nên là mình phải bây giờ phải suy nghĩ đường khác đi. Em hãy mở lòng ra và bắt đầu cho nó chặt chẽ, bắt đầu hai người có thể là đi đến hôn nhân luôn đi. Chứ ơi, tình trạng như vậy hoài em kể 1001 hơn nữa chị nghĩ như vậy nữa. Chưa nghe chị, đó nãy giờ mới tâm lý, bây giờ tới sinh lý. Không có người phụ nữ nào không rớt vô cái tâm trạng đó hết. Nếu mà bạn quá chồng, bạn không có chồng mà lúc bạn còn trẻ, ai cũng có những cái giai đoạn, có cái lúc rậm rực hết á. Đây nè chị nghĩ đi, 27, 28, 29, 30 tuổi. Rồi cứ không lẽ đi rồi đi ăn đi chơi ngoài đường hoài, tối về ngủ một mình hoài. Chị biết có những đêm em ngủ không được chị Giang. Tới lúc đó nó thèm à. Trong người nó khó chịu. Nó lòng rực à. Đàn ông hạnh phúc hơn mình nhiều lắm. Người ta đi ra ngoài, người ta ăn bánh trả tiền phải không chị Giang? Nhưng mà đàn bà khó lắm. Chứ là ở Việt Nam mình nữa, mình đâu phải sống ở nước ngoài đâu. Gia đình em người Huế nữa chị Giang. Trời, trên đầu em bị cặp cái dòng kim cô của mẹ em vậy nè chị Giang. Muốn cũng không có làm được. Mà cái lúc mà em ly dị chồng á, mẹ em canh em, trời ơi, hồi trẻ không có canh. Mà cái lúc ly dị chồng bà canh dữ lắm, kiểu như bà cũng sợ là con mình kiểu như có cái suy nghĩ là buông thả hay là không có giữ mình á. Chị biết lúc đó hả, cái tivi phòng em là mở 24/24. Em về tới nhà là em mở tivi, tại vì em sợ cái cảm giác nó im lặng, nó cô đơn. Buổi tối em đi ngủ em hay bị đi vệ sinh nhiều, mà nửa đêm mà thức dậy mà đi toilet á là nó sợ lắm chị. Không phải sợ ma nha, mà sợ cô đơn. Hồi đó em có nuôi con chó nữa chị, con chó nhà em tên con Mập. Chị có tin không? Có những buổi tối nha, bình thường là em không có cho con chó vô phòng. Con chó nó chỉ chơi với Naui thôi. Mà có những lúc nó cô đơn quá. Tại vì cuối tuần á, là lúc đó mẹ em ở Biên Hòa.
cuối tuần là mẹ em lên đón con em về Biên Hòa chơi là em ngủ một mình. Mà cái cuối tuần là cái dòng của em nó rớt vô cái cuối tuần đó đó. Em ngủ không được, hai cái tay em nha chị Giang, em kẹp vô trong cái đùi em vậy nè. Mà em gồng lại để mà kiểu như gồng siết lại mà để cho nó qua cái cơn mà nước mắt chảy luôn vậy nha. Ngủ không được, cái em mở cửa phòng em kêu con chó á. Mập 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 là con chó nhảy lên giường nó nằm ngủ với em. Mập 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 là con chó nhảy lên giường nó nằm ngủ với em. Có nghĩa là để em cảm giác là ít nhất cũng có người. Ngộ quá hả? Mà khó chịu lắm nha. Bây giờ hết rồi, tại vì bây giờ nó lâu quá rồi. Còn cái thời đó là mới có 30 tuổi, nó quá trẻ, chị hiểu không? Không mà em lạ quá Tường ơi. Em lại thích về cảm xúc và tình cảm. Em cần cái người quan tâm em thôi. Có những cái người em quen mấy năm trời nha, nhưng mà không bao giờ có cái chuyện gì đụng chạm với nhau. Em lại cái gu em rất là ngộ luôn. Nhiều người rất là hiểu lầm em, tưởng đâu chắc là em dễ dãi trong cái chuyện sống thử, nhưng em không có vậy nha chị Giang. Không hề luôn. Ai cũng nghĩ em là không có chồng đúng không? Là chắc cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà không có nha chị Giang. Chị tin không? Mà tối về cắn răng chịu đựng một mình, coi một phim một mình, rồi buồn rồi khóc một mình. Nhưng mà em vì sĩ diện chị Giang. Khi mà em quen với ai đó, em sợ là mình bị tổn thương. Em không có tin vô tình yêu, không biết là nó có đi được lâu dài hay không. Cho nên bởi vì em quen em hay bỏ người ta trước lắm. Trời. Em sợ. Em nói thiệt. Khi mà em ly hôn là em bị mất tự tin. Em thấy như cái con người mình nó cũng không có đẹp, cái cơ thể mình nó cũng không có đẹp. Mà mẹ em á, bả hay dùi dập em lắm. Bả nói mỗi lần mà mập như heo, nghệ sĩ gì mà xấu xí, thấy ghê. Bởi vậy đừng có kén chọn nữa, thằng nào nó mù nó mới này kia nọ. Mẹ em hay nói em vậy lắm chị Giang. Thế nhiều khi em cũng dòm lại bản thân mình, em thấy rõ ràng là mình bị cái ảo bên ngoài, mình là nghệ sĩ á, cho nên thấy mình lung linh. Chứ còn khi mà nó bình thường á, em thấy em một người rất là bình thường. Chứ tự nhiên em không có niềm tin. Mỗi lần mà có cái sự va chạm hay gì em rất là ngại luôn. Em rất muốn, nhưng mà cái nhu cầu của em là em chỉ muốn tìm một cái người đồng hành với em, hiểu được em, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, hỏi thăm là em mãn nguyện. Tình cảm này cũng khó quá. Cái trường hợp này cũng ít thấy quá. Em còn đỡ, còn có mẹ cũng chia sẻ, cũng đôi lúc cũng mẹ em như một người bạn đúng không? Đúng rồi. Bà cũng rồi em, rồi bây giờ con em lớn lên, rồi em cũng có Na Uy kế bên nữa, cũng giống như hai chị em luôn. Na Uy nó lớn như vậy rồi, nó tính tình nó giống em không vậy? Giống, nó giống em. Giống luôn á hả? Giống. Bây giờ bớt ảo tưởng hay là bớt sống hiện tại? Không, em hạ tiêu chuẩn xuống rất nhiều rồi chị Giang. Nhưng mà em vẫn cảm thấy khó lắm. Tại vì mình cứ nghĩ là mình không thể nào ông trời cho mình một cái hạnh phúc được. Không lẽ ở đâu mà ông trời để dành sẵn cho em một người mà ngon lành, mà yêu thương em. Em không tin điều đó chị Giang, hiểu không? Em không tin. Em luôn khao khát có một mối tình đẹp. Em luôn khao khát có một tình yêu mà mình có thể sống đến răng long đầu bạc. Em khao khát điều đó, nhưng em không tin là sẽ có được điều đó. Đó là bi kịch của cuộc đời em. Chị... muốn nhưng mà lại không tin. Ai mà ngọt quá em lại bị giận giận da gà. Trời ơi. Giống như chắc nó muốn gì, có ý đồ gì. Đó. Với lại là em nghĩ họ luôn nghĩ em là người không có chồng. Chắc về cái chuyện tình dục là dễ dàng. Em rất sợ. Em sợ người ta coi thường mình. Em biết là mình không có gì để mất. Đúng không chị? Mình có gì để mất đâu. Mà bạn bè em chửi em hoài. Nói trời ơi mày thích thì mày chơi đi. Nhiều người nói em vậy lắm á. Nhưng mà em làm không được chị Giang. Sợ là... sợ gì trời. Sợ nó là thí dụ như nó xìu nó ở với mình xong cái nó coi thường mình. Đạt mục đích cái nó bỏ mình. Bớt suy nghĩ lại được không? Suy nghĩ nhiều quá thì nó đâm ra mình khổ chứ ai khổ. Bây giờ đến với em cũng suy nghĩ là người ta có thật hay giả. Em cũng lung tung trong đó. Mà cái người đến thật với em rồi em cũng đoán người ta giả nữa sao được. Cho nên là em sẽ khổ hoài. Cho nên là bây giờ phải bớt suy nghĩ lại. Ví dụ như thấy ai thấy hợp với mình trong thời gian đó rồi, đồng ý sống với nhau luôn thử như thế nào. Chị ơi, cái tuổi mình càng ngày nó càng lớn thì cái cơ hội của mình càng ngày nó càng hẹp lại. Trời ơi, cái câu chuyện của em nó mâu thuẫn lắm Tường. Tại vì em nói là em thiếu tình cảm, em phải cần cái người kế bên. Mà khi người ta đến với em rồi thì em lại sợ. Làm sao? Với lại chị biết sao không? Đây nè, nói là ta có một cái lý do nữa. Giống như chị nói á, những người đàn ông xung quanh mình bây giờ là người ta có gia đình hết rồi.
Vậy thì cái người đàn ông nào là độc thân để dành cho em? Cho nên em thề em không bao giờ trong đầu em mà có ý định tìm những cái bạn trẻ để quen. Em bị mang tiếng là thích yêu trai trẻ. Em đính chính luôn, em không Phật chưa bao giờ em chủ đích mà em đi tìm trai trẻ mà em quen hết trơn á. Trai trẻ tìm em không à? Hình như các bạn trẻ họ mới đáp ứng được cái nhu cầu đó của em là sao? Họ rảnh, họ có thời gian và họ có sức khỏe, họ ga lăng, họ chăm sóc, họ đưa đón em. Nhưng mà ngược lại, đối với bạn trẻ thì em lại không có một cái niềm tin ở tương lai. Tại vì em nghĩ lúc em còn trẻ nè, thì là em còn sức, em đi chơi với họ. Nhưng mà ví dụ như vài năm nữa rồi em già đi, mà những cái bạn trai trẻ lúc nào cũng khen em là trẻ hết. Đừng có bi quan không, em trẻ lắm, em trẻ lắm. Nhưng mình phải biết cái vị trí mình ở đâu. Em biết em già hơn người ta chứ. Tại vì em luôn mưu cầu một hạnh phúc thật sự để tiến tới hôn nhân. Em có nhu cầu quen chơi. 10 năm nữa em 50 tuổi, cái người đó có 40 tuổi thì chị hình dung đi. 40 tuổi là gọi là tráng kiện, trung niên, tuổi mạnh khỏe, tráng kiện. Nhưng mình 50 tuổi là mình hết muốn làm gì rồi. Rồi người ta đi ra ngoài gái cứu cho bề rồi em là dễ bị tổn thương. Rồi em ngồi đó em đập đầu em chết hả chị Giang, em khóc em chết. Chính vì em sợ em bị tổn thương nên em ái ngại. Và em không tin những cái bạn trẻ đó có thể mang cho em một cái hạnh phúc lâu dài. Mặc dù người ta rất tốt nhưng mà em lại sợ. Trời ơi khổ tâm ghê. Nhưng mà vậy nè, tại vì em cần một người đàn ông công vợ này kia nọ, một đúng người rồi, đàn ông khỏe trẻ để mà đi ga lăng chiều chuộng em. Rồi khi người ta đến với em rồi thì em lại sợ người ta không chung thủy với em. Đúng rồi. Thấy không, em thấy mâu thuẫn ghê không? Rồi sau đó em nghĩ là em 50 tuổi, người ta 40 tuổi chưa chắc tường. Em với mẹ em cùng đều đồng quan điểm là không được. Nó ít ít thôi chị, vừa thôi. Nhưng mà nói chung là chục tuổi cũng được. Nhưng mà có cái là em đừng suy nghĩ. Tại em suy nghĩ sâu xa quá cho nên em khổ. Nhưng mà bây giờ có không? Đó là cái những cái cảm xúc của Tường. Nó luôn luôn dày vò Tường. Và hiện bây giờ em vẫn vậy chị. Nhưng bây giờ em lớn rồi, cũng giống như chị, cũng tham kiếm tiền. Rồi bây giờ em có nhiều cái mục đích hơn, công việc hơn. Em thích đi đây đi đó, em muốn báo hiếu cho ba mẹ nên em lo làm. Rồi cái thời gian vừa qua thì em cũng lo cho con em, nó đi nước ngoài này kia. Cho nên em bị tất bật với công việc thì em không còn bị nữa. Không phải là không còn bị, nhưng cái chu kỳ của em nó dài ra. Ví dụ hồi xưa một tháng á, là em rớt vô cái chu kỳ đó một lần. Nhưng bây giờ nhiều khi cả năm em mới bị một lần. Tại công việc nhiều quá quên. Quên chị, có nghĩa là lâu lâu khi nào mà mình bị ai làm mình tổn thương á thì cái cảm giác đó nó mới quay trở lại. Nhưng mà may mắn là em luôn cho mình một cái khoảnh khắc để đau, một khoảnh khắc để khóc. Một cái khoảnh khắc để cho mình tận cùng, gọi em gọi cái đó là hưởng thụ cái sự đau đớn đó chị, hưởng thụ. Có nghĩa là em cho em buồn là em buồn tới tận cùng, rồi sau đó em tươi tỉnh và em làm việc. Đó là cái con người của em. Mà em gọi là hưởng thụ cái thú đau thương đó chị Giang. Em bị biến thái hay Giang? Không biết nữa. Nãy giờ kể câu chuyện nghe nó ngộ quá. Chị chốt lại cho em coi cuộc đời em. Chốt lại là đối với chị, bản thân chị thì có cũng được, không có cũng được. Chị không nghĩ suy nghĩ sâu xa như em đâu. Tại vì đâu phải ai cũng như ai đâu. Mà em muốn cũng đâu có được. Cho nên là em cứ để tự nhiên cái gì nó tới nó tới. Và khi mà người ta tới với em rồi thì em phải đón nhận và em phải em muốn người ta ga lăng thì em cũng phải ga lăng lại chứ, đúng không? Em phải nhẹ nhàng và cả hai người đều phải có những nói chuyện qua lại. Em vậy đó, anh vậy đó. Chứ còn bây giờ em nói đến 1001 hay bao nhiêu câu chuyện của em nói hoài mà tánh em không thay đổi, nó vẫn như vậy hoài. Cho nên là cái chương trình này để em kể ra hết rồi, đúng không? Là tự nhiên em về rồi có đôi khi em nằm em suy nghĩ, ồ bữa nay mình nói ra cái đó rồi có thể mình thấy nhẹ lòng và bắt đầu mình sẽ thay đổi được mình. Chỉ mong là em sẽ sáng suốt thay đổi thôi, chứ còn giữ vững lập trường này hoài thì sẽ khổ hoài đó nha. Đừng như câu chuyện hôm nay nữa. Thay đổi đi cưng. Sẽ cố gắng. Thật sự chúng ta sống trên cuộc đời này mỗi ngày trôi qua là chúng ta mỗi hoàn thiện bản thân. Thật ra nói tính cách thì khó thay đổi lắm chị, nhưng mà chúng ta chỉ cố gắng hoàn thiện cái bản thân mình để phù hợp với hoàn cảnh sống và phù hợp với cái đối tượng xung quanh ta. Thì những cái gì hôm nay Tường chia sẻ có thể là được sự đồng tình của mọi người, cũng có thể nhận được những cái ý kiến trái chiều của mọi người. Nhưng mà Tường vẫn muốn được sống thật với cảm xúc của mình, đặc biệt là với những cái người bạn thân thương. Tường sẽ chia sẻ hết và Tường không có ngại gì cả. Có thể có những câu chuyện này nghe ra có những người đàn ông nào đó họ đang bên cạnh Tường họ sẽ cảm thấy sợ luôn, sao Tường nhiều câu chuyện quá. Nhưng em không ngại chị, bởi vì em vẫn tin vào cái nhân duyên. Nếu thật sự có, giống như chị nói, có muốn cũng không được. Em bao nhiêu năm nay em muốn em tìm kiếm mà không có được, bây giờ em không tìm nữa, em sống
cho cuộc đời của em, cho cha mẹ, cho con cái. Nếu nó đến thì em sẽ đón nhận, em không có tìm nữa. Giờ em muốn thả lỏng và em biết là em còn rất là nhiều khuyết điểm. Em nhạy cảm quá, em khó tính quá. Đôi lúc em thông minh sắc sảo quá nên em làm cho những người xung quanh bị ngợp. Em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Chính xác, đây là chị một cái lời nói chân thành với em nha. Vấn đề là chị nhìn em á, em rất là một người phụ nữ rất là bản lãnh ha, rất là tốt bụng. Nói chung là em rất là mạnh mẽ. Em có thể là em hơn chị nhiều cái lắm, em hơn chị nhiều thứ. Nhưng mà có cái là chị cũng hay thường tâm sự với em và chị nói, tại vì chị nói theo cái cảm giác của chị thôi, thôi cứ vậy đi, cho qua, cho qua. Cái đời cuộc sống xã hội bây giờ không phải là ai cũng thương mình đâu em. Cho nên là kệ, cứ sống vui, sống khỏe. Mình sống cho bản thân mình không đụng chạm tới ai được rồi. Còn chuyện tình cảm cái gì nó tới sau cái chương trình này rồi. Chị cũng chúc cho em á, cái trước tiên là sức khỏe nè, cái lúc nào em cũng vui vẻ. Và em sắp tới em sẽ có một người để mà bên cạnh em để an ủi cho em. Cảm ơn chị. Thôi mình kết thúc vui nha. Thật ra là Tường mọi người rất là hay cảm xúc kết thúc vui. Vì đây là kết thúc chương trình rồi, mùa 2 rồi quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, đã theo dõi, đã ủng hộ Tường từ trong cuộc sống đến sự nghiệp, đến công việc, đến cả tình duyên của mình nữa. Thì Tường rất là cảm ơn. Và đặc biệt hôm nay cảm ơn chị Lê Giang đã đến đồng hành và lắng nghe câu chuyện. Rồi nó cũng phải hết. Thì hôm nay là giống như Tường chia sẻ lúc đầu, đây là cái số cuối cùng để kết thúc cái series Cát Tường 1001 câu chuyện thật. Nhưng mà nếu còn động lực và hoặc là có thêm gì nữa, biết đâu nó sẽ còn mùa 3, mùa 4 phải không chị Giang? Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ nói lời chia tay ở đây. Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã lắng nghe và đồng hành cùng với những cái chặng đường của Cát Tường. Và hy vọng với những cái thông điệp mà chương trình đã mang lại, ít nhiều nó cũng cho quý vị một số những cái câu chuyện để mà qua đó chúng ta có thể rút tỉa được cái gì hay thì chúng ta lấy, cái gì dở chúng ta nhớ bỏ ra, nhớ loại ra nha quý vị. Thì đó là những cái điều mà Tường mong muốn. Tại vì ngay từ đầu cái nguyện vọng em làm chương trình này là cũng muốn tặng con gái của em. Kết thúc 20 tập mà mẹ làm cho con rồi đó Naui, thì con hãy xem những cái gì mà mẹ đã trải qua trong cuộc sống mà mẹ đã không may mắn hoặc mẹ không có đạt được, thì con hãy nhìn đó và mẹ luôn chúc cho con gái của mẹ luôn được nhiều sức khỏe, có những cái sự tinh anh trong cái công việc, trong học tập cũng như trong mọi sự chọn lựa trong cuộc sống. Và mẹ mong con luôn có một cái cuộc sống thật đẹp, thật tốt. Hãy sống cho thoải mái với những gì mà con nghĩ, để khi mà con lớn lên con không bao giờ nuối tiếc về cái thời thanh xuân của mình, và mẹ luôn luôn đồng hành bên con. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị Lê Giang. Chúng ta hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường quý vị nhé. Và hãy đón xem những cái chương trình tiếp theo mà Cát Tường dành cho quý vị. Một lần nữa Cát Tường cũng xin cảm ơn nhãn hàng Cà Phê Xanh của công ty Thiên Nhiên Việt đã tài trợ và đồng hành cho Tường thực hiện xuyên suốt chương trình này. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Mọi người ơi, Cà Phê Xanh là cà phê kháng mỡ, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Mỗi ngày hãy uống từ 2 đến 3 gói để đạt được hiệu quả tối ưu. Hello, Cát Tường xin chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người đã đăng ký tham gia chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường chưa? Trước tiên thì mọi người hãy bấm subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và bật cái nút chuông quý vị nhé, để khi mà Cát Tường sản xuất bất kỳ chương trình nào trên kênh YouTube của mình thì bà con có thể theo dõi kịp thời. Hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình quý vị nhé. Hãy đăng ký theo đường link ở bên dưới, hoặc là mọi người có thể gọi trực tiếp vào số hotline 0903600277 hoặc là gửi thông tin của mình qua email hẹnhocungcattuong@gmail.com. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay, còn chần chờ gì nữa. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị. Mọi người ơi, hãy bấm subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và đừng quên bật nút chuông quý vị nha.